Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video tiếp theo của PC của mình. Hiện tại đây mình đang có 3 combo sử dụng 3 đời chip khác nhau của hãng Intel. 3 con CPU này đều là 3 con CPU rất là mạnh. Tuy nhiên thì có một cái combo ở giữa này, mình chưa bao giờ build nó và mình cũng chưa tư vấn cho anh em nào build nó. Tại vì sao lại như vậy? Trong khi 2 combo này mình đã build rất là nhiều và tư vấn cho anh em rất là nhiều rồi. Thì đầu tiên chúng ta phải thống nhất với nhau, đây là quan điểm cá nhân của mình nhé. Nếu không đúng thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới. Với tiêu chí của kênh của mình nhé, thì luôn luôn là tối ưu hóa về hiệu năng trên cái giá thành chúng ta bỏ ra, cộng với việc là độ an tâm khi sử dụng bất kỳ một cái combo nào, thì hai cái combo này nó đáp ứng được tất cả đầy đủ những cái yếu tố đó. Trong khi cái combo này, combo thử ở giữa này trông đẹp và ngầu như này, thì nó lại không đáp ứng được bất kỳ một cái tiêu chí nào của kênh của mình, nên mình đến thời điểm này mình chưa tư vấn cho anh em nào build cấu hình này. Và đây là cũng là một trong những cái cấu hình mà Intel chắc là rất là muốn lãng quên nó đi, bởi vì nó là một nỗi đau của hãng. Thì nó là gì thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nó xem nó là gì nhá. Mình sẽ mở cái cục tản rất là ngầu ở đây để xem bên dưới nó là cái gì. Các bạn chờ một lát. Cái tản rất là to. Chắc thôi rồi. Ui giời. Rồi. Đây. Rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với em main. Em main rất là ngầu luôn. Và main này là màn gì thì các bạn nhìn đây. Đây chính là main B150 Gaming Pro. Đó, MSI. Thì với cái main mà chipset sử dụng là B150 hay là B250 hay là H110 hay Z170 thì đều sử dụng CPU của Intel thế hệ thứ 7 là i5-7400 ở đây, hay là i5-6400 hay là i7-7700. Tại sao cái thế hệ chip xử lý Intel thế hệ thứ 7 và thứ 6 này mình lại không đánh giá cao nó và mình không build cho anh em? Là bởi vì cái giá thành của nó rất là đắt, trong khi cái hiệu năng của nó không hơn gì được cái combo i3 này 8100. Thì tại sao lại xảy ra chuyện này? Để xảy ra chuyện này thì chúng ta phải nói đến AMD, chúng ta phải cảm ơn AMD rất là nhiều. Bởi vì AMD đã ra dòng chip Ryzen với số nhân số luồng bằng với con i5 này, nhưng giá lại rẻ hơn rất là nhiều, nên chúng ta mới có được combo i3 8100 này. Giá thành rẻ và hiệu năng thì nó chỉ thu kém con 7500 này khoảng 5% tùy từng trường hợp, còn đâu là nó xem luôn, nó bằng mấy con i5-7400 này. Thì con i5-7400 này vừa đắt này, hiệu năng thì không hơn gì con i3-8100. Thì tại sao chúng ta lại phải chọn con i5-7400 này làm gì? Nếu như mà so với cấu hình thấp hơn, ví dụ như con i5-4570 này. Đấy, con i5-4570 này có giá thành chỉ rẻ bằng một nửa so với con i5-7400 này, trong khi hiệu năng của nó thì chỉ kém con 7400 này tầm khoảng 10-20% tùy từng thời điểm thôi. Con này chỉ hơn con i5-7400 này, chỉ hơn được con i5-4 này ở một điểm, đó chính là việc nó sử dụng RAM DDR4 và nó còn mới và còn bảo hành hãng. Nhưng nếu những yếu tố đấy mà so với i3-8100 thì con này lại chẳng có gì để nói cả. Vừa đời thấp hơn, đời thứ 8, đời thứ 9 thì đương nhiên là phải ngon hơn đời thứ 7 rồi. Và công nghệ thì cũng phải là mới nhất rồi, chúng ta có thể nâng cấp thoải mái, trong khi ông này chẳng nâng cấp được gì. Giá thành thì lại đắt hơn. Các bạn mua con i5-7400 cũ này còn mặn hơn, so với đắt hơn rất nhiều so với con i3-8100 cũ này. Nói chung là ông này cũng không được bất kỳ một cái gì. Hiệu năng thì chỉ lệch so với con này một tí. Giá thành thì đắt hơn, khả năng nâng cấp thì không nâng được gì, nó chỉ sử dụng được ở đời thứ 6, đời thứ 7 thôi. Không thể nâng được đời thứ 8 mà cũng không thể thụt xuống dưới đời thứ 4 được. Vậy thì chúng ta sẽ chọn con này làm gì? Chẳng để chọn này làm gì cả. Chúng ta cứ i3-8100 mới rẻ hoặc i3-9100 mới rẻ mà phang. Không việc gì mà phải phang con 7400 này cả. Trừ khi chúng ta không còn một lựa chọn nào khác, đành nhẽ phải mua con này thì chúng ta hãy mua. Còn không thì chúng ta hãy xuống hẳn đời thứ 4 để cho nó rẻ bèo à. Đấy, nó chỉ bằng một nửa thôi. Và nó sẽ có một điều mà các bạn phải lưu ý với đời thứ 4 là các bạn phải chấp nhận rủi ro, bởi vì con này sẽ không còn bảo hành của chính hãng mà chỉ được bảo hành ở bên mua tầm từ 1 đến 3 tháng thôi. Thì ông này thì vẫn có thể được bảo hành hãng ở cái main này này. Cái main này vẫn còn bảo hành hãng 1 năm. Đấy. Thế nên là nó hơn được đời thứ 4 thôi, chứ còn nếu mà so đời thứ 8 thì nó lại chẳng là gì cả. Đó chính là lý do tại sao đến thời điểm này mình không build em này, và mình cũng không tư vấn cho anh em nào, bất kỳ anh em nào build về cái cấu hình này cả. Mặc dù chip của nó cũng rất là ngon, main của nó cũng rất là đẹp, tuy nhiên về mặt tiêu chí của kênh thì nó không đáp ứng điều gì cả, nên mình không build về nó. Và để kiểm chứng tất cả cái mớ lý thuyết vừa nãy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến màn so sánh cả ba em này
trên các tựa game để xem hiệu năng thật sự nó lệch nhau như nào. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với màn so sánh. This is it. Win here and you'll get your chance to race for the boss. Time to crush this! Trinity pursued the Prophet and his people relentlessly until finally confronted.